bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy xe Winner Festival số. Thì chiếc xe Winner này thì có nhiều người nói nên mình có thể tham gia rất trong Winner, thì có nhiều người kêu là xe này khó vô số. Thì mình đi thấy vô rất là bình thường, thì mình hỏi các bạn nói là xe Winner không đáng số, không được. Đa số không bình thường như vậy, mình nghĩ mình sẽ đa số trong mà nghe rất rất cũng phi, và mình không nên đá cũng không đủ phòng tua của may, cho nên sẽ làm hỏng một số. Hiện tại là mình đang chạy cái số không này, ghế vô số một thì các bạn bốc dây côn lại, các bạn đặt, các bạn thả dây côn từ từ ra, các bạn không nên thả đôi gọn nữa. Nếu bạn đi đúng không, tôi các bạn đi số 1 đi tốc độ khoảng 10 km, bạn đi số 4 là sẽ mất xe, là sẽ chết máy, đồ đồ chết máy liền, và các bạn đã vô được từ xe đến đầu, các bạn bóp côn, rồi các bạn móc bóp côn vào thứ hai, các bạn thả ra đó, các bạn bóp côn, các bạn móc lên. Nơi thì các bạn phải móc nha, số 1 và đạp xuống, số 2, số 3, số 5, số 6 là móc. Rồi, thả ra được đường thôi. Khi mà bạn đi tốc độ thấp mà đi xuống cao á, bụt á, thì mình chỉ quản luôn à. Và đi xuống bước này, đi tốc độ này nó sẽ bụt. Số 4 mà đi tốc độ quá thấp bụt. Các bạn bốc cô lại. Và trả số. Ok, trả số thì đạp từ trên. Đạp trên xuống mình vào số, thì móc. Thì mình chọn cái khúc đi đông người cho các bạn thấy là ví dụ như đi đường thẳng thì có bình thường, là mình thẳng từ một kéo số là vô bình thường nào đó, khi nào vô số 3, vô số 4 bạn bốc không lại để móc lên, ok, thẳng bình thường đó, khi nào các bạn không nên chạy già côn, nên gọi là ngày xưa lúc một số diễn đàn nói các bạn cứ chạy già côn à, thì đây là gọi là âm côn à, thì chạy nhiều vậy như vậy á thì nó sẽ cũng một số của mình thôi, mình chạy thả hãng ra một số, ok, thả hãng côn là không nên chạy già, hay đây gọi là chạy già là âm côn à, mình chạy không hết. Thì các kỹ thuật của mình có tìm hiểu thì có hỏi mấy anh kỹ thuật tham gia, người ta nói là nếu mà chạy vậy á thì nó sẽ hỏng cái một số của mình. Các bạn chạy là chạy vô vậy móc lên, hai xong, ok, để vô bình thường, hai bình thường không cần. Thì để mà nói về cái việc mà ở chỗ này, để mà các bạn hỏi là Winner không cả, không có đi âm côn được. Quay dừng lại cái đường này, đi âm côn các bạn. Đi không đá số sống được, thật đá số sống các bạn thì. Bây giờ là đang số 2 đúng không? Đã số đó, thả tay tay nhàng, đã số các bạn thì là số 2 nè, số 3 là không tua, mình để số không tua, ok, đó, số 3 đã không tua, số 3 ảnh hưởng tới cổ số của OMC thì mình không nên đá số sống. Cái gì mà nhà sản xuất đưa ra mà là mình cảm thấy hợp lý, là mình không nên thì xe đi là có mua tiền
mà đi số 1 luôn. Đã số. Đó vậy từ từ không biết gì ha. Số 1 thì thoải mái các bạn đi số nhỏ. Đi tốc độ thấp các bạn móc số cả được luôn. Thì tốc độ từ 0 tới 10, số 2 thì từ 10 tới 20, số 3 từ 20 tới 30, số 4 thì từ 30 tới 40, số 5 từ 40 tới 50, số 6 là ở trên. Đó, đây là mình đi ra đường lớn nè. Sau cái video này thì chắc mình sẽ có một cái bài review mình cảm nhận sau 1.000 km chạy trên cái video này. Hiện tại của mình ở 900 mấy rồi. Rồi, chào các bạn.